À, xin chào mọi người ạ. Thì hôm nay mình giới thiệu mọi người về một cái hiện tượng mà hay gặp trên cái dòng xe Xpander. Thì cái hiện tượng này là khi mình chạy trên đường á, thì mình chạy xe mình cảm thấy xe nó bị ì ha, và vô số nó cảm giác nó giật và nó sẽ báo cái lỗi là transmission chưa vượt khoai, và cái số D này, cái chữ D này nó sẽ chớp chớp ha. Mọi người xem video Là 50 thế đây, là mình quay lại ha, mọi người là xem. 50 là nó nhiều vậy? À, thì xe nó vẫn chạy được nha, nhưng mà nó sẽ báo cái lỗi số D này nè, nó sẽ Là 50 thế? chớp chớp và Là cái mày chạy 50 là nó câu nhiều có vậy? cảnh báo cái hình bánh răng ở trên đồng hồ tốc độ. Thì khi mà cái xe này là nó bị như vậy á, thì mình sẽ dùng cái máy chẩn đoán. Khi mà cái xe này nó bị lỗi vậy á, thì mình dùng cái máy chẩn đoán, thì mình dùng cái máy chẩn đoán á, mình đọc thì mọi người thấy là nó sẽ báo một số cái lỗi sau ha. Ví dụ như là lỗi B0731 kia một incorrect ratio, nghĩa là cái tỷ số truyền đổi số 1 đó nó bị lỗi nhá. Incorrect là bị lỗi đúng không, nó sẽ không đúng nữa. Và nó cảnh báo cho mọi người cái lookup control solenoid tắt on ha. Và lookup control solenoid tắt off, nó bao cái solenoid lookup là cái solenoid điều khiển cái khóa biến mô ha, nó bị on tắt off cũng như là nó bị có lỗi ha. Thì những cái lỗi này, thì những cái nguyên nhân sinh ra cái lỗi này là gì, thì mình sẽ liệt kê mọi người một số nguyên nhân. Đầu tiên nè, những cái lỗi ở đây hay gặp nhất hiện nay nha, thì cái lỗi mà liên quan tới cái tỷ số truyền nó bị lỗi thì có thể là do cái phổi lỗi body van này. Rồi thứ hai là có thể là dầu, những cái các cái dầu mọi người thay á, định kỳ mọi người không thay dầu đúng không? Ví dụ Xpander thì khoảng 60.000 anh thay dầu, một số kiểm tra mà thấy nếu mà nhớt nó dơ mình thay nha, hầu hết thì mọi người nên thay. Thì mọi người không thay hoặc là mọi người thay nhưng cái tiêu chuẩn nhớt nó không đúng thì nó sẽ bị lỗi. Thứ hai á, là cái hộp điều khiển hộp số nó bị lỗi, cái trường hợp này nó rất là khó xảy ra, khó đặc biệt là các cái dòng xe Mitsu á, thì cái hộp nó rất là bền thì cái lỗi cũng rất là khó. Rồi cuối cùng á, là do lỗi phần cơ khí, có nghĩa là dù do anh thay dầu không có đúng định kỳ, nó bị trơn, nó dầu nó bị dơ, nó bị bệnh, thì làm cho cái phần cơ khí nó bị trượt ha, nó các cái bộ bố ở trong nó bị trượt, có thể là bơm dầu nó bơm không không đủ áp dầu ha. Có thể là solenoid nó hư thì solenoid sẽ nằm trong vị van rồi, đây là những cái nguyên nhân. Thì để xử lý những cái lỗi này á, thì mọi người sẽ kiểm tra, thì mọi người sẽ kiểm tra từng phần một ha. Thì đầu tiên là dựa vào mạch điện, mọi người sẽ kiểm tra đây là cái hộp hồi su AT này. Đây là cái hộp hồi su AT ha. Cái hộp hồi su AT này là nó sẽ điều khiển cái bộ van ở trong cái vị van á, các cái van trong vị van á. Mình thì kiểm tra các cái dây nhờ này, có ok không? Là mọi người thấy đây các cái dây điện này, mình thì kiểm tra hết thì có nó ok không? Thì trong này nó sẽ có, nó sẽ báo lỗi cho anh cái lúc có solenoid ha. Thì mọi người sẽ tìm cái lúc, có thể mọi người kiểm tra hết cũng được hoặc có thể kiểm tra bộ lúc up solenoid thôi. À, thì đây là cái solenoid mà người hiện đang ở vị van này, trong vị van này nó sẽ có anh solenoid, solenoid S1 là SLO, SLB1, SLC2 và SLC1. Đây là các con solenoid trong này, và con SLU là cái con lookup này, con solenoid lookup ở đây. Mọi người xem ha. Đó thì căn cứ vào cái mặt điện này mình kiểm tra, thứ hai là mình kiểm tra điện trở của từng solenoid. Thì thật sự ra cái phép kiểm tra điện trở từng solenoid này nó cũng sẽ không chính xác hoàn toàn. Tại vì solenoid này thông thường là sau này nó là solenoid tuyến tính và nó chạy theo nguyên tắc là xung, thì có thể nó sẽ không chính xác nha. Đúng. Thì cơ bản thì tài liệu trong hàng nó cũng chỉ mọi người đó trợ thôi, mọi người cũng đo ha. Rồi đây là cái bộ van thực tế này, đây là bộ van thực tế mọi người xem, đây là bao solenoid ở đây nè, mình sẽ nói SLU là con này nha. Thì mọi người kiểm tra vị van, kiểm tra solenoid ha, rồi vệ sinh vị van, đo trợ solenoid này, kiểm tra dây điện. Thì còn cái hộp ATCU này, cái này là sẽ khó kiểm tra nhất, tại vì nó liên quan tới các cái hộp phần điều khiển điện tử ha. Thì cái này mọi người có thể dùng máy chẩn đoán để mình kích hoạt các cái van từ mình kiểm tra, hoặc là mình xem các thông số ở bên trong máy chẩn đoán nha. Rồi tiếp theo một cái quan trọng nữa là mình sẽ, đây là mình nói mọi người cái trợ solenoid, thì mọi người thấy solenoid có trợ không? Mình có cái bảng thông số điện trở cho mọi người xem này. Rồi thứ hai là dầu cái dơ, mọi người thấy dầu dơ mọi người cần thấy nha. Thì mọi người, anh thật sự ra khách hàng thì anh em sẽ không biết được,
khi nào cần thay dầu, khi nào không, thì mọi người chạy khi nào hư mọi người thay dầu. Nhưng với hộp số tự động á, mà để cho nó lúc nó hư rồi mọi người thay mới đi thay dầu á, thì hộp số nó cũng hư theo rồi. Thì mọi người cần thay trước khi cái dầu này nó hư thì mọi người phải thay trước, mọi người lưu ý. Rồi trong trường hợp mà anh cần vệ sinh bị van á, thì anh phải tắt cái bị van ra. Nhưng mọi người lưu ý, có nhiều anh em á, vệ sinh bị van là anh em tắt cái van thì nó là anh em vệ sinh nó sạch ha, cái điện nó chạy nó sạch ha, nhưng thực tế nó sẽ không có hết bệnh. Có những cái xe mà nó bị nặng á, thì mọi người cần tắt cái bị van ra luôn, thì mình sẽ vệ sinh bên trong các đường dầu này nè, thì may chi nó mới hết được. Chứ còn lại anh mà vệ sinh cái kiểu mà anh vệ sinh không có tháo bị nát, không có tháo bung bị van ra thì sẽ không kiểm tra được. Khi tháo bị van ra trên này nó sẽ có các cái viên bi ha, các cái chốt chặt ha, thì mọi người lưu ý tránh trường hợp bị lộn nha. Bị lộn là rất là khó trong việc lắp lại nha mọi người. Thì đây là một số cái nguyên nhân mà dẫn tới cái hộp số này bị lộn này, và đây là một trong những cái xe này nó khá nó bán được rất nhiều và ta sẽ làm không chọn cái phần hộp số này, thì dẫn tới cái nó sẽ bị hư hỏng cái phần hộp số này và nó sẽ sinh ra những cái lỗi, và đây là một trong một cái lỗi trong những cái lỗi sẽ gặp nha. Mọi người gặp những lỗi này thì mọi người có thể tham khảo video này, có những cái thông số để kiểm tra. Thì khi nào em sẽ quay mọi người cái phần coi cái dữ liệu ở trên cái hộp số ha. Thì để chẩn đoán chính xác cái hộp điều khiển hộp số ấy, thì mọi người cần có dữ liệu trên hộp điều khiển hộp số, có các cái thông số vận hành để mình biết được chính xác nó như thế nào. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video rất nhiều.